Xin kính chào tất cả quý vị đã trở lại với kênh của Cali Sài Gòn nha. Xin kính chào tất cả quý vị để bình an và trạng thái được vui mừng trong cuộc sống. Vâng, hôm nay mình sẽ đến cái phở 26 lẩu xí quách lòng bò bún bò. Hôm nay cũng nổi tiếng, các bạn được nhiều người ghé tới đây lắm. Ok, đây là đường Dương Bát Tràng. Đây là ảnh rõ hơn ràng hơn này. Lẩu bò 26 lẩu bò. Ở đây nó có một cái lẩu là 200, 250, 300. Hồi nãy mình kêu một cái lẩu khoảng cỡ 250 mà thôi. Bây giờ mình qua bên kia mình quay cái chiếc xe mà thịt bò, phở bò, đuôi bò các bạn ha. Nhiều đi tới đi lui rồi cũng ấy lắm. Rồi các bạn một kênh nói chuyện phản biện bây giờ là phải qua quay review food luôn ấy chứ. Cái này là đuôi bò không em hả? Đuôi bò. Okay, mình đang quay đâu có cho được. Ở bên Cali về mới nghe người ta giới thiệu lại đây đây. Okay. Mình thấy trong đây có tất cả những như là đuôi bò, gân bò, nạm, bò viên rồi luôn ha. Một ngày mình bán nhiều không chị hả? Một ngày bán nhiều không chị? Nghe nói một ngày bán nửa con bò có không chị? Hơn nửa con bò luôn hả? Vâng. Và mình có thể mình đi quay qua đó được không chị hả? Ok, nếu các bạn về ở quận 8 Dương Bát Tràng có thể ghé qua phở lẩu 26 này. Đây mình quay sơ cho các bạn xem một chút xíu thôi nha. Hồi nãy anh kêu có cái này nè, có tàu này không? Có trong đó hả? Ok. Nhìn thấy thèm quá các bạn ha. Đầy đủ các món ăn hết, đầy đủ các thứ hết. Rồi ok, để vô trong cái mình dùng cái lẩu của mình. Rồi mình review cho các bạn xem tiếp nha. Rồi đây họ bán xuyên suốt không nghỉ Tết. Đây là những cái giá của menu của tô phở trẻ em là 50.000, 60.000, đặc biệt thì 70.000, tô xe lửa thì 90.000 luôn. Cái tô bự lắm anh nha. Và đây là cái lẩu của mình kêu đây, chỉ có 250.000 mà thôi. Rồi để mình nhờ cậu mình cầm để quay mình chút xíu nha, để mình thử dùng này. Rồi ok, nước rất là sôi, để mình dùng một miếng tàu kia như thế nào. Cái nước lẩu nước ngọt các bạn. Mình ném lửa cái nước lẩu này ha. Nó ngọt mà không phải là người ta bỏ. Theo mình cảm nhận cái đầu lưỡi mình á,
thì không phải là bột ngọt đâu, mà đây là xương. Tại vì hồi nãy mình có hỏi cái người chủ quán là ngày họ bán gì đó, thì họ bán nhà hơn nửa con bò luôn, thì họ có thể họ sẽ tận dụng cái xương bò rồi tất cả các bộ phận của bò làm cái nước, cho nên rất là ngọt các bạn. Ăn miếng tàu khi rồi ha. Ở bên ở bà bò là bò tươi luôn nha các bạn, chứ không phải giống như bên Mỹ chúng ta một là ăn cái gì là nó không có tươi, đồ từng cả tháng hay chứ. Đây mình chấm với lại cái này. Có nhiều loại rau mà mấy loại rau mát mát không à, ăn có mát không? Mình không phải là chuyên gia về ẩm thực cho nên là khi mà review food này á mình cũng không biết nói gì nhiều, em chỉ thấy nếu mà ngon thì mình ăn ngon, còn dở thì mình nói dở, và giá cả như thế nào thì mình chỉ nói cho các bạn nghe vậy thôi. Đây họ có giá là 200 ngàn, 250 ngàn và 300 ngàn. Đi hai người thì mình chỉ rằng là khoảng cỡ 200 ngàn, 250 ngàn là đủ ăn rồi, còn kêu cái lẩu mà 300 ngàn ai không hỏi ăn hết rồi. Rất là ngon, giờ mình nhắm một miếng rau nha. Nó cái nước lẩu họ làm rất là ngon các bạn. Ở bên của mình á, bên Cali mình làm không cách nào mà làm ngon như vậy đâu, mình không có lẩu bò nữa. Hồi nãy mình đứng bên đường mình quay thì có một anh chàng xe anh chạy tới chạy lui, mình thấy mình nghi quá, không biết có phải không, kiểu mà giật điện thoại á, không biết phải không, mà thôi mình đi vô luôn, với mình không dám quay ngoài đường. Ok rồi, chúc tất cả các bạn cùng với mình chia sẻ lẩu bò 26. Bữa nào các bạn ở xa thì ghé đây ăn thử, còn ở phía về ghé đây ăn một lần cho biết phở bò ngon như thế nào. Lẩu này mình có thể ăn với mì và bánh phở. Cái nào mình thấy ngon trong đây họ có, bây giờ mình để ý là có đủ thứ cho các bạn ơi, bò viên, lưỡi, rồi huyết, rồi có khăn lông nè, có lau mặt nè, mà trời thôi có khăn lông nhưng có lau mặt các bạn, đuôi bò ha, đuôi bò này thấy không, tàu hủ kia, rau thì các bạn có thể kêu rồi thoải mái, bao nhiêu cũng có hết. Mình chấm ra cái này đuôi bò ha. Bạn có thể dùng một lon bia hoặc là kêu nước ngọt hoặc là đá đá. Đây để mình đọc lại cho các bạn coi chỗ này nè, tổ bò 26 phở đặc biệt tô xe lửa 4 bộ ấy. Thấy trên bảng kia đề tô xe lửa là 80 ngàn, nhưng bên này họ đang giảm 90 ngàn, có thể là phát sinh khi mà Tết đó các bạn, tại vì họ phục vụ xuyên Tết, tức là cái gì nó cũng lên giá chút xíu. Hôm nay là 18 Nguyễn Bách Trạc, phường 2, quận 8, số điện thoại họ có ở đây luôn nè, 0902 712 303, ship tận tới nhà luôn. Quá sung sướng cuộc đời rồi, bởi đặc biệt tô xe lửa bún bò Huế, đặc biệt là lẩu đuôi bò và lẩu tập cẩm. Mà nó là ở đây mình kêu thêm nước rồi mình rau là họ cho mình ăn uống thoải mái của anh. Đi cũng hay so sánh với số ngoài nào, cái tô lẩu này mà ở bên Mỹ thì khoảng 50 đô cho tới 100 đô,
bên Việt Nam thì chỗ nào cũng nóng hết, ngồi ăn mà đổ hồi hộp. Chỉ mình nói là chỗ này họ không cần quả bột ngọt nhiều đâu, tại vì xương bò một ngày cả nửa con bò. Xương này có cân để mình ăn cực cực rất là ngon mà. Bây giờ ăn quá trời, chắc đến ngày qua Mỹ chắc mập dương. Lẩu dê cũng đi ăn một hai lần rồi, lẩu bò thì mình chuẩn bị. Ở đây mình có đưa thêm tàu kia. Mà đi thập niên 80-90 rồi, bây giờ các bạn đi lại con đường Dương Bách Trạch này, đố các bạn nhìn cả đi. Không có cách nào nhìn cả đi, tất cả đều thay đổi hết. Mà đố gì vừa chứ. Nói một cái nồi lẩu này mình ăn hai người không cách nào hết đâu, phải 3 người, 4 người mà ăn mạnh nữa nha. Bắt đầu mình ăn chậm chậm lại rồi, hồi nãy vô là nhanh lắm, con mắt to hơn cái bụng, bây giờ bắt đầu là hơi yếu yếu lại rồi. Rồi, cảm ơn tất cả các bạn cùng với mình chia sẻ một cái